Phật dạy cách gieo trồng và giữ gìn phước đức. Hẳn ai cũng từng biết và suy ngẫm về câu có phước có đức thì mặc sức mà hưởng, quả đúng như vậy. Những người có phước đức thì mọi chuyện trong cuộc sống đều thuận lợi, thành công dễ dàng. Nhưng phước đức không phải tự nhiên hoặc thánh thần nào ban cho, mà tự chúng ta phải gieo trồng tưới tẩm mới mong có ngày gặt hái. Đồng tiền trong xã hội hiện đại có sức ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tinh thần của chúng ta. Tuy nhiên, người xưa thường dạy rằng có đức mặc sức mà ăn, đạo đức, phước đức tuy không trực tiếp tạo ra của cải vật chất, nhưng nó là yếu tố để bạn gìn giữ phẩm chất của một con người văn minh, để bảo vệ bạn tránh những chướng ngại trong cuộc sống, để tạo sự yêu mến từ mọi người dành cho bạn và để giúp công việc của bạn được suôn sẻ thuận lợi. Dưới đây là 17 cách gieo trồng và giữ gìn phước đức đơn giản dựa theo lời dạy của Đức Phật trong đời sống hàng ngày. 1. Tích đức, từ giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cứ thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ, đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng. 2. Tích đức, từ đôi tai. Học cách ca ngợi, vỗ tay, tán thán người khác. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thật sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. 3. Tích đức, từ việc tín nhiệm người khác. Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công. Người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. 4. Tích đức, từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung độ lượng đối với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác trước khi nói hãy chú ý cân nhắc đến lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. 5. Tích đức, từ việc cho người khác sự thuận lợi. Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. 6. Tích đức, từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ cũng khó có người trách mắng không ưng ý. 7. Tích đức, từ tính cách khiêm nhường. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn, thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi. Buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút. 8. Tích đức, từ việc tôn trọng người khác, đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất. Cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. 9. Tích đức, từ việc hiểu người khác. Mọi người ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác, đổi vị trí để hiểu người khác. 10. Tích đức, từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào thời khắc quan trọng,
ai mà không hy vọng có người trợ giúp mình, vì người khác sẽ luôn luôn chiến thắng vì mình. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu, nhớ kỹ. Khi giúp đỡ người khác, cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. 11. Tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại. Người giả dối tức sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân. 12. Tích đức từ việc biết cảm ơn người. Cảm ơn là một cách ngợi ca cuộc đời. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí. 13. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mọi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình, bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. 14. Tích đức từ việc mỉm cười với người khác. Không có ai cự tuyệt một nụ cười chân thành cả. Mỉm cười là phương thức kết nối hữu hiệu giữa con người với con người. Dùng nụ cười để ứng phó với sự khiêu chiến của đối thủ mới thật là cao nhân. 15. Tích đức từ lòng lương thiện. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác cho thấy việc tiện nhỏ mà không làm. 16. Tích đức từ lòng khoan dung. Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy. 17. Tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe thường được lòng người khác, bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. Bài 3. Miệng nói cay nghiệt bao nhiêu thì khẩu nghiệp nhận được bấy nhiêu. Thường người ta rất dễ phạm phải khẩu nghiệp, cái miệng nói, những lời tạo nghiệp. Vận mệnh của một người tốt hay không tốt có thể nhìn từ cái miệng của họ có hay không có khẩu đức, những lời nói có hậu đức thì biết. Cho nên tu cái miệng rất quan trọng. Người xưa nói, tu cái miệng là tu nửa đời người, đừng nói lời ác mà tổn hại lẫn nhau. Người xưa có câu, phúc thủy nan thu, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành, lời nói ra cũng giống như bát nước hất đi. Nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại, lời một khi đã nói ra thì không có cách nào thu về, cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ thận trọng. Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo, vuốt mặt nể mũi. Bạn nói tốt cho người này có khi lại đắc tội với người kia, như thế chưa hẳn đã là cao minh. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Một người cả một đời sẽ không ngày ngày phạm vào những việc thiếu đức, nhưng những lời nói không đúng đắn, những lời khó nghe và thiếu đức sẽ có thể được nói ra mỗi ngày. Theo thời gian tích lũy nhiều dần, phúc báo đều từ cái miệng mà chạy đi hết. Cho nên, người nói chuyện mà không có khẩu đức, đời này cũng sẽ là gặp ghềnh trắc trở rất thê lương. Miệng nói nghiệt ngã bao nhiêu thì vận mệnh nghiệt ngã bấy nhiêu. Lời nói độc ác sẽ làm tăng nghiệp báo. Có một câu chuyện, tại thị trấn nọ có một chàng trai trưởng thành, tuổi đã hơn 30. Có thể nói lớn lên cũng rất khôi ngô tuấn tú, nhưng đến nay dù chỉ một việc cũng chưa thành. Muốn công ăn việc làm không có được, muốn tạo dựng sự nghiệp lại cũng không thành.
Bạn bè cùng độ tuổi với anh ta đều lập gia đình và có con cái đến trường học cả rồi mà anh ta vẫn độc thân một mình, chưa vợ chưa con gì cả. Ăn mặc thì lôi thôi lết tết, có lúc đến cả mấy ngày không rửa mặt, thân thể dơ bẩn nhếch nhác như dòng sông Hán. Ai nói lời tốt, giúp góp ý khuyên bảo thì cũng không để tai nghe, ai nói thêm nữa thì liền chừng mi quắc mắt, lớn tiếng nạt nộ lại người ta. Anh ta đã mở một điểm buôn bán nhỏ, nhưng cũng không có tư tưởng tiến thủ, không có chí lớn, chỉ biết ăn ăn, uống uống. Người ta buôn bán có đồng lời, còn anh ta phải bù lỗ. Đến phiên anh ta tiếp quản buôn bán, ngay cả vốn cũng chưa thu trở về, mấy năm liền trả tiền gốc cộng thêm tiền lời, tạo thêm gánh nặng cho những người trong gia đình, khiến họ thở không ra hơi. Gia cảnh mỗi ngày càng sa sút, đã thế đến lúc lại còn phải mượn giấy tờ đất của họ hàng để thế chấp vay tiền lãi cao mới có thể tiếp tục mà kinh doanh. Người mẹ đã 60 tuổi cũng không cách nào giúp anh ta gỡ lại trong công việc buôn bán. Những người bạn xung quanh anh đều nhận không ra anh của khi trước đây nữa. Thể diện bề ngoài của anh ta cũng không thua kém ai, tại sao lại không vinh quý? Sau khi quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện anh chàng này khẩu đức rất kém. Có lẽ nguyên cớ là do bản thân đã sớm tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu trong xã hội. Người ấy từ nhỏ nói chuyện đã bao to búa lớn, nạt nộ, la lối sùm, không có hình dạng của một người thận trọng chín chắn, không tôn trọng trưởng bối, không tôn kính thần Phật. Uống ly rượu vào thì ăn nói càng hàm hồ bá đạo, tùy tiện nói lung tung. Anh chàng này vì sao làm kinh doanh lại phải bù lỗ vậy? Vẫn là bởi vì không có phúc báo. Có phúc báo mới có thể kiếm tiền. Phúc báo của anh ta sớm đã tổn thất đi không ít. Như vậy thì làm sao mà kiếm ra tiền? Nếu mà anh ta không sớm ngộ ra rồi sửa đổi hối cải đi thì về già tình cảnh của anh ta sẽ càng thêm thê lương. Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất nhiều phúc báo đều đã thông qua cái miệng làm tổn mất đi. Con người nói, nhưng ta chưa từng làm một việc ác nào cả, cần biết rằng cái miệng tạo nghiệp không hề tốt, sẽ tổn phúc báo một cách ghê gớm. Người xưa nói rằng, ngôn do tâm sinh, lời từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo càng nhanh. Cái miệng cần giữ đức, không nói những lời nghiệt ngã chua ngoa, có như thế mới giữ được phúc báo lưu lại. Tại sao cái miệng lại có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo phải là do nhân duyên hòa hợp, cũng là một loại thể hiện của trường năng lượng. Ví như nói, bạn lên chùa làm nghĩa công, đóng góp những công việc có ý nghĩa cho chùa, vậy phải chăng từ động tác quét sân của bạn mang đến phúc báo cho bạn, hay động tác lau bàn mang cho bạn phúc báo? Đều không phải vậy, là tâm niệm mang đến phúc báo cho bạn. Tâm của chúng ta phát ra lợi ích cho chúng sinh, đi quét sân, đi sắp xếp dọn dẹp vệ sinh là kết duyên hoan hỷ với chúng sinh. Cái tâm niệm này xuất ra đã cảm ứng năng lượng từ bi chân chính vào vũ trụ, khi đó sẽ đạt được sự gia trì của năng lượng chân chính, liền tạo thành duyên của phúc báo. Phúc báo là đã sản sinh như thế đấy. Trong kinh nhà Phật, lời mà Phật nói, ngôn từ nhu mềm thuyết phục lòng chúng sinh, chúng sinh mười pháp giới đều rất thích được nghe Phật thuyết giảng, đều được tất cả ngữ âm của Phật thuyết phục chấn nhiếp. Đấy là vì Phật đã tu hành qua nhiều đời nên lời nói hiền từ là có nguyên do. Cái miệng mà nói những lời hay, trong tâm hồn chứa nhiều hảo tâm, như thế thì từ trường tốt sẽ từ vũ trụ phát xuất ra và đắc được về những hồi báo tốt. Thế nào gọi là thực hiện hảo tâm? Đầu tiên cần biết đủ và biết cảm ơn. Biết đủ là một loại thành tựu. Mọi người càng tu hành nhất định càng cần tự đủ. Đối với hoàn cảnh đối ngoại nào cũng đều rất biết đủ và cảm ơn. Đấy mới là đại biểu của tinh tấn và tiến bộ. Lời không tốt không nên nói,
Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra? 1. Không nói những lời chán nản, thối chí. 2. Không nói những lời khoe khoang. 3. Không nói những lời tổn thương. 4. Không nói những lời oán trách. 5. Không nói những lời riêng tư. 6. Không nói những lời bí mật. 7. Không nói những lời tức giận. 8. Không nói những lời dối trá. 9. Chuyện không nói có, chuyện có nói không. 10. Nói lời hung ác. 11. Nói lưỡi đôi chiều. 12. Nói lời thêu dệt. Bài 4. Giàu nghèo do đâu và những nguyên tắc cơ bản để thoát nghèo. Giàu nghèo do đâu? Đó là câu hỏi mà chúng ta luôn muốn tìm lời giải đáp. Tại sao lại có kẻ giàu, người nghèo? Tất cả là do nhân quả. Giàu là do siêng năng làm việc giúp đỡ, bố thí người khác. Nghèo là do lười làm việc, hà tiện, bỏng sẻn, ích kỷ, không chịu bố thí. Đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó? Chúng ta làm thế nào để nhận định được đâu là nghèo khổ, đâu là giàu có, hoặc thế nào mới gọi là đúng nghĩa của giàu nghèo? Có người thì nhà cao cửa rộng, xe hơi điều hòa, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ. Có người thì cả đời bôn ba gian khổ, nhưng những thành quả đạt được trong công việc lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cung cấp được mấy miệng ăn đủ no cho cả nhà, hoặc tệ hại hơn, có khi chỉ nuôi bản thân cũng không nổi. Nguyên nhân ở đâu? Theo quan điểm của Phật giáo, đều là do quả báo thiện ác kiếp trước của cá nhân mỗi người chiêu cảm tạo ra. Luận về sự giàu nghèo, người có tiền mặc dù cơm no áo ấm, không thiếu thứ gì, nhưng có lúc cảm thấy mệt mỏi vì công việc hàng ngày, cả ngày lẫn đêm không sao được an ổn. Người không có tiền mặc dù mỗi ngày chật vật nhưng vẫn sống một cách nhẹ nhõm, an nhiên tự tại. Điều này gọi là nhân cùng chí bất cùng. Người tuy nghèo nhưng chí không nghèo, cũng có nghĩa là hạnh phúc niềm vui của đời người giữa nghèo và giàu vốn dĩ không tạo nên điều kiện tuyệt đối. Quan điểm của Phật giáo về vấn đề giàu nghèo cho rằng nghèo và giàu vốn không có khoảng cách gì đối với danh dự của một nhân cách. Ví như dùng nước gột rửa những vật ô uế bẩn thỉu sau khi tẩy rửa xong với trước khi tẩy rửa thực ra không có sự khác biệt. Điều này nói với chúng ta rằng đời người mấy mươi năm như mộng huyễn bào ảnh, nghèo giàu khổ vui chỉ ở chỗ thể nhận từ trong nội tâm của chính mình mà thôi. Cho nên có người mặc dù chỉ cơm canh đạm bạc nhưng không thể nào chôn vùi niềm vui bên trong của họ. Có người giàu có một phương nhưng vẫn cứ ưu sầu phiền muộn. Nói sâu hơn một chút rằng nếu trong tâm sẵn có tam thiên đại thiên thế giới, vậy thì dù cho thân nghèo khổ không có mảnh đất cắm dùi nhưng vẫn cảm thấy đầy đủ sung túc. Cuộc sống của Đức Phật có thể được coi là một minh chứng sống động và chuẩn xác nhất. Bốn mùa xuân hạ thu đông, Ngài đều mặc một bộ áo phấn tảo, vẫn cảm thấy thông dong tự tại, khoác lên mình chiếc áo vàng bạc quý báu, cũng chẳng thấy sự kiêu hãnh nào. Đã có thể cơm rau dưa muối thì cũng có thể món ngon vật lạ, có thể ăn gió nằm sương thì cũng có thể an trú nơi lầu hồng gác tía, có thể một mình ở sơn lâm thì cũng có thể sống chung cùng đệ tử tứ chúng. Đủ thấy trái tim của Đức Phật đối với giàu nghèo, khốn cùng hanh thông, hưng suy thành bại, đẹp xấu thiện ác vốn không vương vấn bận lòng, cũng không theo đuổi dục trần của thế gian, chỉ là tùy duyên thích ứng với hoàn cảnh môi trường. Đây chính là sự giàu có lớn lao nhất của Đức Phật. Dưới đây là 10 nguyên nhân giúp chúng ta thấy được sự giàu nghèo do đâu. 10 lý do giàu. 1. Không từ bỏ mọi gian nan cực khổ vì cần kiệm mà giàu. 2. Buôn bán công bằng, nhiều khách hàng, trung hậu mà giàu. 3. Mỗi sáng thức dậy sớm, chăm chỉ làm giàu. 4. Thường chăm lo việc gia đình, lâu ngày sẽ giàu. 5. Giữ gìn nhà cửa, đề phòng trộm cướp, hỏa hoạn.
cẩn thận mà giàu. 6. Không làm những điều vi pháp, giữ mình làm giàu. 7. Trong nhà. 7. Trong nhà già trẻ giúp đỡ lẫn nhau, một lòng làm giàu. 8. Vợ hiền con ngoan, không hà hiếp ghen tuông, giúp gia đình giàu. 9. Dạy con cháu biết tạo lập sự nghiệp để đời sau giàu. 10. Một lòng tích đức làm thiện, vì ở hiền mà giàu. 10. Lý do nghèo. 1. Phóng túng không lo làm ăn, từ từ sẽ nghèo. 2. Tiêu phí tiền bạc không tiếc tay, dễ bị nghèo. 3. Hàng ngày thức dậy trễ, đường đi đến nghèo. 4. Nhà có ruộng đất không canh tác, làm biếng mà nghèo. 5. Ham kết bạn với người giàu có hơn mình, nhìn cao đua đòi mà nghèo. 6. Thích thư kiện tỏ ra anh hùng, tức khí mà nghèo. 7. Vay nợ làm sang tỏ ra giàu, tự mình làm nghèo. 8. Vợ con ăn no làm biếng, con cái lêu lỏng, mạng phải nghèo. 9. Để con cháu giao du với bọn bất lương, bị lường gạt mà nghèo. 10. Thích rượu chè cờ bạc trai gái, nghèo triệt để. Chúng ta từng có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. 1. Nguyên tắc thứ nhất, không bao giờ mong giàu. Nguyên nhân của những dằn vặt, đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khát khao được giàu có. Tuy nhiên phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích chúng ta giúp người giúp đời. Còn suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền thì tiền càng không đến, càng mong muốn nhiều tiền thì tiền càng không có. 2. Nguyên tắc thứ hai, phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền và ra vẻ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền tiến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu, rồi vênh mặt lên coi thường tất cả. Cái ra vẻ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. 3. Nguyên tắc thứ 3, biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời, mà nếu giàu có thể chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo vì họ chưa từng trải qua. Cho nên hãy vui mừng vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người, bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Giàu nghèo không thể lấy việc có hay không có tiền của để đo lường. 4. Nguyên tắc thứ 4, dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí. Nam mô